Hello, xin chào quý vị. Lý Hương đang có mặt tại Đà Nẵng. Hôm nay thì Lý Hương sẽ quay cái đoạn đường đi từ Đà Nẵng đi ra Hội An ha, nằm trong khoảng là 30 cây số thôi. Hôm nay thì Lý Hương đi một cái xe taxi ha. Đây là taxi mà của người quen chỉ, tên là Hải Vân ha, như là một cái đứa con của Mai Linh đó. Và nãy anh này anh có báo giá là mình đi từ phía Đà Nẵng ra Hội An ấy, thì nếu như mà đi cái tour mà đi một chiều á thì để coi nằm trong vòng 30 cây số đổ lại á, thì nó có giá là khoảng 290 ha. Bây giờ là tháng 10 năm 2018 ha, mai mốt mà mọi người có đi ra đây mà giá thay đổi thì tùy theo thời giá ha. Rồi nếu như mà nằm trong bán kính khoảng 40 nằm trong vòng mà bán kính mà 40 cây số á một chiều ha thì là 340 ha, 340. Còn nếu như mà mình đi hai chiều tức là đi về luôn ha anh, mà thường mọi người đi như vậy thì thời gian sao? Khoảng 4 tiếng, thường là đi 6 giờ chiều hả đến 10 giờ tối là về. À là mình cái xe mình đợi ở đó luôn hả, hay là mình chạy đúng vòng rồi. Vòng ở bên kia phải đứng đợi. À không được chạy khác nữa. Nằm trong vòng 4 tiếng đi về thì cái giá nó sẽ khác nữa. Trong vòng 30 cây số là nó còn là 390 đúng không? 380. À 380. Đi về 60 cây là. À rồi trong vòng bán kính 40 thì đi về thì là bao nhiêu? 40 cây số đó. 40 cây số nhớ. 4 4 6 4 7. À 4 6 4 7 ha. Đây là taxi truyền thống ha. Còn nghe như thổ địa của mình nói bày ra thì Grab thì giá không tốt bằng đâu á. Không biết sao ha. Lý Hiền có nào đi Grab mà từ Đà Nẵng ra chưa? Chưa. Lý thường đi bằng gì? Hồi bữa là đi bằng xe máy hoặc là đi xe The Sin á. The Sin Tourist. The Sin Tourist thì nó sẽ có một cái chuyến mà mình đi từ Đà Nẵng ra đúng không? Thì mới có thôi. Ờ, từ mà Đà Nẵng mà ra Hội An thì mình có những cái phương tiện nào để mình đi nhỉ? Xe bus vé như có 10.000, 15.000. Xe bus mà chị. Nhưng mà nó cũng thấy mình ở đâu trong trạm đó chứ, đúng không? Dạ, cái trạm xe bus cũng. Rồi xong mình lại phải bắt taxi mình mới đi qua được những cái chỗ ở của mình. Rồi hôm nay thì Lý Hương sẽ dẫn cả nhà đi đến một cái chỗ mà người đẹp Lý Hiền gọi là săn đón lục lọi gì á, mà theo như thổ địa nói là bị đắt rồi. Một phòng là khoảng 600.000 ha. Hôm bữa mình đi là bên Bangkok thì một phòng đẹp lung linh luôn ha, giống như một căn homestay luôn, thì nó có 350 thôi, quá bất ngờ luôn, ở Hội An mình ngay trên sân nhà luôn là 600.000. Lý Hương sẽ review cho cả nhà xem ha, cái khách sạn đó. Mà nay là tháng 10 năm 2018. Đâu, để coi tầm du lịch á, ở Hội An này nè, Đà Nẵng, Hội An thì thường nó rơi vào những cái tháng mấy thì nó sẽ sung nhiều quá, nhiều khách. Cuối tháng 7. Cuối tháng 7. Bắt đầu tới khoảng đầu tháng 8. Cuối tháng 7 đầu tháng 8 thì nó sung khoảng 2 tháng hả? Hơn tháng, 2 tháng mùa hè đó chị. À, nó, cái dịp đó là thường mọi người ra để coi bắn pháo bông hả? Không, nghỉ hè dẫn con đi chơi phải. Mùa hè dẫn con. Còn khách du lịch chơi nước ngoài sao? Hội An rồi khách du lịch nước ngoài hơi bị thích đó. Thì đúng rồi, khách nước ngoài, khách châu Âu họ thích thích trở lại rất nhiều. Vậy là đông là do cái lượng người của mình ra đúng không? Còn khách nước ngoài thì cứ dạ cũng đều đều. Đều đều. Mấy tháng này cũng không tới nhiều vì tránh mùa rét bên kia. À. Rồi, bây giờ thì mình đang đi trên đường gì ha? Đường cả tháng 9 nha. 2 tháng 9. Dạ. Wow. Hội An. Anh có biết lịch sử gì về Hội An anh giới thiệu? Chịu. Em chở khách vào đó nhiều lắm mà em chưa vô phố cổ đâu. Vậy á, anh là người Đà Nẵng không? Dạ đúng rồi. Người Đà Nẵng là có thể gọi là người Hội An ta? Khác nhau à? Thường là Đà Nẵng với lại Quảng Nam thì thường cũng gọi là người xứ Quảng đấy. Dạ. Đúng không? Hội An hả? Hồi nãy mình có đọc lướt lướt sơ qua gọi là khu phố cổ gần cả trăm năm trước rồi.
nó là khu phố cổ lâu nhất, thương cảng quốc tế, mà nó còn những cái nét kiến trúc từ hồi giờ luôn. UNESCO coi như là công nhận là năm 1999, đọc sơ sơ nó là vậy. Công nhận di sản văn hóa thế giới. Ừ, di sản về phi vật thể. Lý Hàn có biết phi vật thể với vật thể khác nhau sao? Không rành á. Cũng khá là đông ha mọi người. Ở trong Hội An có làm sân khấu chị ở Hội An đó. Chị coi có lẽ là hiểu rõ hơn lịch sử Hội An. À. Khi nào? Dạ, buổi tối, khi nào buổi tối cho buổi tối. Mỗi buổi tối luôn à? Thì em cũng không đọc. Thường chạy khách vào phố cổ thôi. Có mấy khách mà ở nhưng lại. mà vô phố cổ là tức là để vòng ngoài xong rồi đi rước khách nữa hả? Không có dịp đi chơi luôn hả? Hay là không có một đứng, cái đứng ngồi mình chơi em cũng nhắc chơi đứng ngồi ngồi chờ khách tức là Hội An đối với người nào thì hấp dẫn chứ đối với dân Đà Nẵng thì có khi đúng ngay người con luôn. Cũng giống mình với Đại Nam thôi ha Lý Hàn. Ở Bình Dương thì Đại Nam, anh có biết Đại Nam ở Bình Dương không? Em gặp trên bản. Có nghe đúng không? Một cái gì đó mà được trời ơi quá trời. Nhưng mà mình thật sự cũng đi vòng ngoài thôi, không có vô. Mà thật sự nó rộng quá trời rộng, mà nó xây quá nhanh nên nó cái kiến trúc của nó gần như là nó rất là thô sơ. Không có những cái ra ta. Nó giống như là nó quy hoạch một cục đất xong nó xây lên á, nó không có đã bằng những cái mà trời cả trăm năm trước. Cả trăm năm trước như là phố cổ Hội An ha, mà có người sinh sống một vùng đất lâu đời. Hôm bữa là đọc sơ sơ ở trên Kiwi, ở Wiki hay là Kiwi hay là cái gì ta? Đó, nó nói là thương cảng quốc tế ngày xưa là người Nhật với lại người Trung Quốc qua. Nên hôm bữa mình có dịp đi một lần rồi thì nó sẽ có hai cái khu, một khu vực là phố người Hoa, khu vực là phố Nhật. Bây giờ thì Lý Hương có dịp nhiều hơn. Anh cái cầu này cái cầu gì anh? Cầu Tiên Sơn. Cầu Tiên Sơn. Cầu Giải Văn kia là cầu Trần Thị Lý. Dưới nữa là cầu Rồng. Cây cầu Rồng thì hôm bữa anh có coi xin gì sắc tăng không? Có một cái nhà khoa học của Đà Nẵng của anh ở trên xin gì sắc tăng á, có gọi không? Không có coi ạ. À? Thôi bây giờ mình sẽ hỏi phỏng vấn thử tài xế sự đam mê yêu thích nhất, nếu như mà tài xế rảnh rỗi thì sẽ tìm hiểu gì ha. Một ngày nghỉ thì em ngủ rồi. Làm phê quá hả? Hôm bữa thì Lý Hương đi Grab có nói chuyện với là một anh taxi, anh nói ngày xưa anh chạy taxi truyền thống thì thường taxi truyền thống á thì sẽ chạy ở đây mấy ông Phật này của chùa gì đây anh? Chùa Bà Đa. Chùa Bà Đa. Thì để quay lại câu chuyện anh taxi ha, anh nói là chạy 24 giờ, nghỉu 24 giờ, đúng không? Taxi của Hải Vân cũng vậy luôn. Dạ, taxi hãng nào cũng vậy. Chạy một ngày nghỉ một ngày mai. Mình không hiểu lý do tại sao mà set up như vậy ha. Anh có biết cái lý do tại sao mà set up cái giờ như vậy không? Chạy một ngày không trọn vẹn thì ngày mai mình sẽ nghỉ với chị. Không có sức mà chạy nữa. Mình thấy nha, ví dụ như mà mình tức là ngày xưa á, mà mình làm đồ án mà mình phải thức một đêm á. Là gần như là mình phải ngủ mấy ngày nó mới bù lại cái đêm đó. Nhưng mà nếu như mà theo khoa học thì cái giờ của taxi vậy quá hại luôn á, quá hại cho tài xế taxi luôn á. Nói như vậy thôi nhưng chẳng có công ty nào ép tài xế thức đêm gì cả. Chị có thức khỏe thì mình chạy, không có thì mình nghỉ. 10 giờ, 11 giờ mình nghỉ cũng chẳng ai nói gì hết. Nhưng mà đậu xe có khách quắt thì mình phải đi, hoặc là tổng đài gọi thì mình phải đi chứ. Không, mình có thể quyền lựa chọn. Mình có thể mình mệt quá thì mình không đi. Thì công ty không ép tài xế làm cái chuyện đó. Nhưng mà anh thấy mà với cái 24 giờ anh làm thấy bình thường. Không có mệt hả? Cái anh kia anh nói thì anh thấy là cái giờ vậy anh cũng chạy được mấy năm á. Xong rồi giờ là coi như là thuê xe để chạy Grab thôi. Mà anh cứ chạy là
sao ta, chạy đêm thôi, không có chạy ngày, ban ngày ngủ. Chạy đêm anh nói là đường thoáng, chạy Sài Gòn mà đường thoáng mát. Chạy sướng, còn chạy ban ngày cứ chạy khúc là phải dừng mệt đó, là trường hợp cái anh đó. Sao giật mình? Thôi không sao, bình an chú. Ồ, mình kiếm vậy mà nghe tiếng lồng lộng luôn ha. Thì anh đó là anh quyết định là đi thuê chiếc xe rồi xong là chạy đêm thôi. Thì lý thường hỏi là trong cái trường hợp chạy đêm như vậy mà anh bắt ráp vậy á thì có thấy nguy hiểm không? Thì anh kể ra một số chuyện vui lắm. Mà không biết anh có thường chạy đêm không? Thì anh thấy những cái mà có câu chuyện gì kể vui vui không? Tức là ví dụ như mình đón khách rồi mình cảm thấy sợ sợ á, xong rồi mình đưa họ đi thì không sao, tới lúc mà mình về mà về một mình á. Hay là mình có những trường hợp mà đi xa, đi đường rừng núi về sợ. Tức là khi mà đi với họ thì không sao. Hoặc với lại mà mình chở những người vào buổi tối á, mình cũng không cảm thấy nó an toàn lắm á. Thì như mình có ham quá, ví dụ như mình đi xa chỉ nhận khách quen thôi. Như em có khách ở Quảng Nam đi á, ở vùng rừng núi Nam Giang á. Dạ. Đi lên núi đó thường đi trễ lắm, 11-12 giờ đêm, đi 1 giờ sáng mới đi. Dạ. Nhưng mà anh chợ bình thường thì họ khách quen của mình cũng sợ, còn khách lại giờ nó tuyệt đối không có đi xa được. Tức là anh cũng sẽ có cân nhắc trong lựa chọn khách đúng không? Quen tức là giống như dạng là mình được giới thiệu như vậy gọi điện trực tiếp cho anh đó hả? Là cái nem cạc của mình là mình để tên của mình lên đó. Đi lâu rồi. Đúng rồi, thì thường là như vậy buổi đêm chạy. Thì anh kia anh có kể cái câu chuyện là tức là ráp á, thì khi mà mình book mà hai bên chấp nhận nhau rồi á, và gọi lên mà xác nhận là giao dịch đó đó, thì anh nói là gọi lại thì cái anh kia anh nói là ê tụi mày chuẩn bị hàng nha. Anh nghe câu đó xong cái anh nói là anh gọi lên tổng đài nói là ráp á cho phép mình là không chấp nhận nó, tại vì mình thấy là rủi ro nguy hiểm nên là anh không chấp nhận mà đi xa nữa. Rồi anh kể một số những cái chuyến đi mà đi về cái miền Thủ Đức thôi. Anh có từng vô Sài Gòn chưa? Có, hai lần. Vô chơi ha, có học anh. Vô chơi có anh nữa. Thì anh nói là khu vực Thủ Đức của mình nó có những cái cây mà chạy nó cao bằng người vậy đó. Thì khi mà đi với khách không sao. Khi mà đi về giống như mà trải nghiệm phim kinh dị Mỹ. Đó. Tại đêm hay ló mắt lắm, nhìn mấy cái thấp như người đứng á. Thỉnh thoảng mình giật mình. Nhưng mà vấn đề ở Sài Gòn á, nếu như mà chạy đêm thì thiệt đã. Nó vừa mát mà nó vừa đường nó rất là ra ta, không bị kẹt xe. Còn mà ban ngày là chạy là nói chung là kẹt xe. Chạy đêm thường xuyên nó hại sức khỏe. Mình cũng thấy như vậy. Nhưng mà anh nói so với thì mình mới nói là tại sao anh lại chọn chạy đêm mà không chạy ngày đó. Thì anh nói là những cái lý do đó, thứ nhất, thứ hai nữa là ảnh ngày xưa anh làm từ taxi truyền thống nên là anh chạy 24 giờ anh thấy là hại sức khỏe quá. Anh mới bắt đầu là nghỉ thì anh lại chọn là chạy đêm rồi xong rồi ngủ ngày. Xe thì hiện tại cũng là xe thuê đó, nhưng mà tính ra là sướng và cao hơn, đó là như vậy. Tùy mọi người không. Ủa nhưng mà để mà trở thành taxi này thì mình chỉ cần là có bằng thôi đúng không anh? Hay là còn cái gì nữa không? Dạ có, chỉ có bằng lái thôi. Ít nhất là có bằng lái chỉ là ít nhất là 1 năm rồi. Hoặc là có kinh nghiệm lái xe được nửa năm, 6 tháng đấy. Bằng lái 1 năm kinh nghiệm đấy. Kinh nghiệm làm sao mà mình chứng minh được? Thì lý lịch, khi vào lý lịch học thì sẽ kiểm tra chứ. Ví dụ như chị tôi chạy taxi tuyến xa được nửa năm. Tôi nghĩ tôi qua bên bên này là biết là chị ký lý lịch đó, là bên công ty sẽ kiểm tra lý lịch. Nhưng mà từ tiên xa thì đúng, mà nhận vô tiên xa thì mình cũng phải y chang vậy đúng không? Dạ, hãng nào cũng phải. Nói chung là điều kiện là tiên quyết là phải năm từ khi mà mình có bằng lái. Cái bằng đó là bằng mấy chỗ anh?
bằng lái taxi này nè. B2 thì dưới 9 chỗ. B2 dưới 9 chỗ. Bằng mới của họ không có nhận. Như là năm này chị xin phải bằng phải năm ngoái nha. Năm 2017 đầu 2017 thì họ cho. Taxi dùng. ở bên hãng mình là có nữ không anh? Dạ có hai chị. À hai. Số vẫn là số ít hơn nhiều so với nam hả? Có nghề đến vất vả. Thấy vất vả đâu, thấy ngồi mới lạnh chạy sướng đi mồ. Nữ làm thấy yếu nha, là chạy đêm hôm rồi không an toàn. Ngay cả những cơ bản giống như điều kiện vệ sinh ăn uống thì họ cũng khó khăn hơn nam nhiều. Thường thì tài xế cũng ăn bình thường đúng không? Cũng tấp vô quán ăn hả? Hay là sao? Thì cũng ăn quán chứ. Vệ sinh cá nhân rồi đó, thấy bên nữ rắc rối hơn nam nhiều. Đâu mà thoải mái như nam được. Giờ mình đang đi trên đường nào anh? Ra đường Hoàng Sa, Trường Sa được. Bãi tắm Sơn Thủy. Hôm bữa là mình cũng có dịp đi một lần bằng xe máy. Ngũ Hành Sơn này khác Ngũ Hành Sơn bên Trung Quốc nha. Lý Hiền biết gì về Ngũ Hành Sơn này không, giới thiệu cho mọi người với này. Dẫn tour chém gió với lại bên Trung Quốc sao? Chém gió. Bên kia nếu như mà đi vậy thì nói sao? Đây là Ngũ Hành Sơn của Việt Nam hả? Đúng rồi, Ngũ Hành Sơn của Việt Nam thì gồm có năm ngọn núi. Là kia mọc mã thiên thổ á. Nhưng mà có một ngọn như ngọn núi hình kim mộc hỏa thủy thổ gì? Gì? Kim hỏa mộc thủy thổ là ngũ hành đúng không? Ngũ hành. Là tên của năm cái ngọn núi này. Rồi, để gì nữa? Có ngọn thủy như có hai. Là có ngọn núi đôi đúng không? Là ngọn thủy. Thủy á, ngọn. Thường là mọi người mà đi vô đây chơi có gì để chơi nhỉ? Thủy thì đi vô đây thì có đi ghé mua ngon nước á. Là ngon nước gần đó, mua đá rồi. Mua đá đem về á? Ờ. Dân Trung Quốc mà đi qua đây mua đá đem về á? Không, khách Trung Quốc không có mua. À, đá phong thủy anh? Đá phong thủy đúng không? Nó thường nó mua làm gì? Giống như là dòng đá đúng không? Đá mà làm thành dòng hả? Hay là đem về chân luôn? Giống như mấy cái dòng tôi như nè, đá gì đá granite hay là đá gì đó. Nói chung là đập. Nói chung là những cái đá mà nó làm thành gọi là trang sức đó. Đúng không? Có người đang mua nguyên cục đá về lên chân. Ừ. Ủa đây nguyên cái làng nghề gọi là sao ta? Đá mỹ nghệ. Nguyên một cái dãy luôn ha. Ồ, tượng Phật đẹp quá trời đẹp. Úc Lan. Trời sao nữa Lý Hiền? Cái gì giới thiệu thì có chút xíu. Rồi sau khi đi leo lên núi. À, làm rồi, gì nữa? Ở trên đó có một cái động, là động Huyền Không. À, động Huyền Không. Động Huyền Không là nằm trên núi Thủy của Ngũ Hành Sơn đúng không? Huyền Không á. Huyền Không, rồi. Trong động đó thì thờ ai? Thôi Lý Hiền đang chối. Lâu rồi hả? Lâu rồi không có đi, không có dẫn tôi Đà Nẵng, không có thuyết trình nhiều. À. Nếu mà thuyết trình về Mỹ Sơn á, với lại Hội An thì còn có thuyết trình. À rồi, dính rồi nha, một xíu là ra. Lý giờ thuyết trình Hội An. Hội An. Thì ở Quảng Nam ha, Quảng Nam thì hôm bữa có đi chung với lại chị Cát Tường là một thổ địa ở Đà Nẵng. Chị ấy có nói là sao ta, nếu như mà Hội An á, mà sáp nhập qua, tức là được Đà Nẵng quản lý á, thì gần như là Hội An, Quảng Nam không có còn gì để phát triển đó. Thì ở riêng bên Quảng Nam thì sẽ có hai chỗ mà mình phải đi tham quan đi chơi á, là một là phố cổ Hội An ha, quá nổi tiếng rồi, một công trình mà gọi là được UNESCO mà
công nhận ở Việt Nam mình biết được mấy cái công nhận ha. Cái này di sản miền Trung là gồm ba cái địa điểm. Là đâu? Là Hội An nè. Ừ. Với lại Hội An. Thánh địa Mỹ Sơn. Thánh địa Mỹ Sơn. Ồ, hay. Cố đô Huế. À, cố đô Huế là ba cái à? Đó là ông Quảng Nam cũng được hai cái, một cái nữa là của ông Huế đúng không? Ừ. Nhưng mà theo như mà báo cáo tình hình kinh tế thì Đà Nẵng vẫn là nổi trội quá nhiều hơn so với Quảng Nam, đúng không? Anh có biết cái lý do tại sao không ạ? Đà Nẵng là phát triển nổi trội hơn so với Quảng Nam nhiều, và trong khi đó là Quảng Nam mà coi như có nguyên hai cái, mà có thể là nếu như mà đưa vô Thái Lan mà phát triển du lịch chắc kinh khủng ha. Của mình là mình có một cái đó mà nó vẫn ít ít là nó vẫn cứ đều đều, không thấy mà nó đột phá lắm đâu. Mà những cái gọi là những cái cổ mà nó được giữ lại thì thường ở ngay cái vùng đất đó là có một cái tính của con người đó là gì, Lê Hiền biết không? Bảo thủ, yêu cái giá trị truyền thống nên nó mới không đập bỏ mới còn. Nên thường là những cái vùng đất lại thích những cái truyền thống thì lại rất khó để mà như là hội nhập phát triển á. Nó thường nó bị như vậy. Nó bị mà thiệt ngày xưa mình có một dịp nói ngày xưa ghê quá, mấy tháng về trước thôi gì đúng không? Mấy tháng về trước thôi gì, tháng hè là mình ra mình đi vô Hội An, mình thấy cái nhịp nó cứ bình an đó, cứ đều đều. Cái trường năng lượng khác hẳn luôn so với Sài Gòn. Sài Gòn mà ai đi ra thôi thích lắm. Bởi chắc anh này là anh thích cái gì trẻ trung sôi động nên Hội An không có gì đối với anh. Nói chung chỗ nào em cũng muốn. Đà Nẵng những điểm linh lực như Bà Nà này, Linh Ứng này, rồi Ngũ Hành Sơn em chưa vào. À, tức là chắc là không có đam mê du lịch ha. Chở khách là đứng ở ngoài ngó rồi thôi. Anh là phải có một ai đó mà phải truyền cho anh được cái gì đó anh mới bắt đầu. Trời, ở bên Thái Lan nha, mấy ông mà ông gọi là taxi nha, mà ổng thuyết giảng về đất nước ổng là đã lắm. Nó nói đi từ sân bay mà nói tới đâu? Bắc Kinh, Bắc Tây Nha. Ừ, đi một đoạn bao nhiêu, cái đó là bao nhiêu cây tới hẹn? 120 mấy cây. Xa lắm á. Đi khoảng 2 tiếng rưỡi. Mà mấy ổng cũng xuất phát từ cũng làm nhiều công việc rồi xong rồi sắm sửa được ô tô bắt đầu chạy, rồi tụi này cũng chọn Grab luôn. Trời mà nói tiếng Anh đã lắm nha. Nói mình đi qua đó mình nói mình thấy thiệt. Đi từ mà Đà Nẵng ra Hội An thì chỉ có một đường này duy nhất anh hay có những cái đường tắt nào không? Dạ con chị đi khoảng được 3 đường. Đường này đi còn thoải mái nhất, nhất. Đường này là mới những năm gần đây hả hay là? Dạ những năm gần đây thôi. Còn trước đường cũ là đi đường quốc lộ. Quốc lộ xuống quốc lộ 1A đó hả? Dạ, đi bên xuống Bình Điện xong rồi xuống Hội An. Hơn 30 cây. Nếu như mà từ Hội An mà mình đi Thánh địa Mỹ Sơn thì nó khoảng bao nhiêu cây nhỉ? Ở bên chỗ anh có cái tour mà đi Thánh địa Mỹ Sơn không? Có nha. Ví dụ như ở từ Đà Nẵng lên Hội An thì em chưa chở đi Thánh địa Mỹ Sơn bao giờ. Nhưng mà Đà Nẵng đi Thánh địa Mỹ Sơn là bây giờ có cầu mới rồi, chỉ có đi khoảng 45 cây thôi. 45 cây là từ Đà Nẵng đi Thánh địa Mỹ Sơn, vậy là nó là một dạng tam giác nè. Ba địa điểm nó giống bao nhiêu tam giác đó chứ nó không phải đường thẳng. Ở Thánh địa Mỹ Sơn thì mọi người anh có thường đi những cái tour đó không? Đi mà từ Đà Nẵng ra Thánh địa Mỹ Sơn. Có, mà đi chủ yếu là khách nước ngoài, còn khách Việt không mặn mà lắm. À, ở Thánh địa Mỹ Sơn thì có gì nhỉ? Thì chỉ có di tích về Champa. Đế chế Champa. Di tích là có bao gồm cái gì? Những cái đài giống như ở Angkor Wat vậy á. Đang phục chế lại trước mà mình chấm
nó cũng hư hại nhiều quá rồi. Cũng có một số nghe phục chế rồi mình lại sợ nó lại phục chế cũng là một gọi là riêng là kiến trúc của mình phục chế gọi là sao ta trùng tu á, trùng tu công trình cũng là một cái lĩnh vực rất là rộng để mà trùng tu mà đúng nguyên bản của nó là cả một quá trình làm rất khó hơn so với xây dựng công trình mới. Và những người mà làm một cái phần trùng tu đó là phải có cái sao ta cái am hiểu, tìm hiểu rất là kỹ làm sao mà cái đường nát hình khối nó y nguyên bản mà cái màu sắc nó cũng xăm xê đối với những cái công trình mà thường du khách nước ngoài qua Việt Nam á, hoặc là nói chung là những người mà họ muốn tìm hiểu về nguồn gốc của một cái vùng đất nào đó thì thông qua công trình kiến trúc thì họ sẽ đọc được rất nhiều. Bởi vậy những cái công trình mà nó lâu đời á, mà nó vẫn đứng vững mà ngay trên những cái vùng đất mà nó gọi là có biến về chiến tranh này nọ mà nó đứng vững đó, cái đó mới là gây cho người ta cái sự cảm xúc mạnh. Còn mà những công trình mới giống như kiểu giờ mà mình đi lại cái khu du lịch Đại Nam của mình chỉ có cảm thấy là một cái gì đó quá, nói chung là bề thế rồi nó rộng lớn chứ không hoàn toàn nó quá mới mà tuổi của nó đâu mấy năm đâu so với những cái công trình này. Nhưng mà mình thấy là về du lịch của mình á, mà muốn mà tức là cái phần mà trời ơi, một cái công trình mà nó được nguyên cái tổ chức UNESCO mà sao ta công nhận như vậy mà với lượng khách như vậy là nó còn hay là mình chưa đi đến những cái giai đoạn mà nó nhiều xung không? Hôm bữa mình đi cũng thấy ít lắm. Nếu như mà so sánh với lại Phố Tây Bùi Viện đi thì nó cũng cỡ đó, nó ít hơn nữa. Là khá tiếc á không? Chứ cỡ như mà trời ơi cái lượng khách mà đón mà cứ triệu triệu người đi, trời ơi nguyên dân ở đó là phát triển đã luôn. Nội chỉ nảy ra những cái dịch vụ mà phục vụ cho khách du lịch thôi là bao nhiêu, hôm bữa đọc là khoảng 1.4 triệu người là người Quảng Nam á, hiện tại hơn 1.4 triệu. À, cứ tính bình quân coi cứ người phục vụ người đi. Thôi mình tính vậy sao được đúng không? Nhưng mà nói chung rộng lắm. Thông thường là những cái chỗ mà nó có cái gì đó mà để du lịch á là dân bắt đầu nó tập trung lại cái khu đó rồi. Nó tập trung lại cái khu đó để làm ăn sinh sống. Chứ thường thì ở bên Quảng Nam thì mọi người sống bằng nghề gì ta? Nông à. Ở miền Trung thì làm nông ổn. Nông đúng không? Nông đúng không? Làm nông. Hồi trước ở Hội An có gọi là làm rau trà quế. À có nghe. Nổi tiếng. Có nghe nó đâu. Nó cách Đà Nẵng là khoảng 30 cây số. Nó cách Quảng Nam, Hội An là qua trà quế á. Nó cách Hội An là khoảng 2 cây mấy. Đó. Mình vào trà quế xong rồi mình đi ngang xí đẹp rồi đi ngang không? Ừ, đúng rồi. Hôm bữa mình có đi ghé thăm. Mà lúc đó cũng khoảng 6 giờ quay hoa gì đâu còn đang thui không thấy gì hết. Mà thật sự là cái rau húng của nó thơm thiệt. Nó thơm đặc trưng lắm nha. Ủa cái lá của nó có tí ti à. Hồi sáng ăn phở, ăn lá quế cũng vậy, nó có tí ti à. Mà nó rất là thơm. Làm rau trà quế mà. À quay lại câu hỏi đó là người dân miền Quảng Nam thì họ sinh sống bằng nghề gì anh ha? Nghề nông đó chị. À, nghề nông hả? Ngoài ra? Ngoài ra nhưng cũng có một vài huyện ở trong Quảng Nam như huyện Tân Bình có thêm có nghề biển nữa. À Quảng Nam có giáp biển? Thì có chứ. Thì cứ dọc hết. Đúng rồi, Hội An là có cửa đại nè, có biển cửa đại nè. Nhớ cửa đại tại vì hôm bữa là gặp nhà thơ FTK á, ổng đọc cái bài thơ gì mà có cửa đại mình nhớ là. Thì thường là những cái thương cảng quốc tế ngày xưa thì nó đi đường biển mà, nên chắc chắn phải giáp biển. Đố Lý Hiền, Sài Gòn có biển không?
biển nằm ở đâu? Biển gần Cần Giờ. Rồi tưởng nó không biết nữa. Ở đối với Hiền, Bình Dương có biển không? Có biển Đại Nam biển. Có biển nhân tạo Đại Nam đó. Rồi thôi, bây giờ thì Lý Hương, cái đường này thì cũng nó cũng vậy thôi. Nhà thì cũng sao ta, thấp thấp mà. Nhà chừng tầm nhà dân. Mình đang ở Quảng Nam đó. Rồi, Quảng Nam rồi đó. Vô địa phận của Quảng Nam rồi. Ba cô bay là hết Đà Nẵng rồi. Lý Hương tạm end video đây ha. Hẹn gặp lại cả nhà với lại hướng dẫn viên du lịch của chúng ta, chị Lý Hiền ở Hội An ha. Xem coi chị ấy nói gì với những người dân Trung Quốc đi qua đây du lịch. Còn có chém gió không? Nè, hình như quẹo vô đây là đi vô lần rau Trà Quế đúng không anh? Lạc Long Quân. Không phải đúng không? Vậy là phải rẽ lên xíu nữa đúng không? Hôm bữa là có một lần rẽ là sai, vậy là chắc rẽ đường này. Hôm bữa chị Cát Tường chở đi. Rồi, Lý Hương tạm end video nha. Bye bye quý vị. Bye bye. Bây giờ là mấy giờ giờ ở đây đâu có giờ 5:10. Bye bye.